Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái nắp lưng của con Xiaomi Mi 10T nha các bạn. Con này khác xài rớt bể nắp lưng nè. Các bạn mới ra mà xài cũng không nâng niu dữ, bể nắp lưng. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn có thể tự thay nắp lưng hoặc các bạn có thể đem tới mình thay. Cái này thì nắp lưng bên mình nè các bạn. Nắp lưng này bên mình có sẵn hàng nha các bạn. Các bạn muốn mua thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên đó, bên mình sẽ gửi hàng về cho các bạn. Còn những bạn mà ở gần mà muốn tới thay luôn thì bên mình nhận thay. Thì thời gian nhận thay con này tầm khoảng 30 phút, 40 phút là xong nha các bạn. Nắp này là bên mình là nắp zin nha các bạn. Này chắc khách hàng lỡ tay các bạn, rớt bể. Camera đó cực đẹp nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo nắp lưng nha các bạn. Tại nắp lưng này thì nó dán keo xung quanh thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng ni lông các bạn. Ni lông cứng nhưng mà ni lông dẻo nha. Mình sẽ chọt vô và mình xịt một miếng 530 vô để mình sẽ tháo xung quanh thôi. Tất cả những dòng điện thoại sau này các bạn, nó dán nắp lưng là nó sẽ dán keo xung quanh cái viền, chứ không có dán ở trong nữa. Nên mình chỉ cần tháo xung quanh cái viền giống như hiện tại kỹ thuật đang thao tác các bạn, là mình sẽ tháo được nắp lưng nha các bạn. Thì bên mình có chuyên nhận sửa chữa tất cả các dòng điện thoại hoặc thay thế màn hình cảm ứng nha các bạn. Mặt kính màn hình con Mi 10T này bên mình cũng đã có hàng nha các bạn. Mà trong quá trình các bạn vô tình làm xài rớt bể thì bên mình có hàng sẵn để thay hết. Các bạn cứ liên hệ bên mình là mình sẽ báo giá cho các bạn. Bạn mình lấy cái lá bài các bạn, mình đúc được cái mí xong rồi đó. Cái lá bài nó sẽ cứng hơn miếng ni lông hồi nãy nha các bạn. Rồi mình lấy lá bài này, lá bài ni lông chứ không phải lá bài bằng giấy nha. Đó, mình đẩy xung quanh giống như trong video nè. Thì các bạn sẽ mở được cái nắp lưng. Cái này là mình mua về tự thay nha các bạn. Còn các bạn mà muốn thay thì cứ tới trực tiếp cửa hàng mình thay luôn, ngồi chờ lấy luôn. Còn cái này mình hướng dẫn là cho các bạn ở xa đó, mình muốn mua về mình tự thay, mình không có lên được hoặc không có cầm máy lên được á, thì các bạn thay đó các bạn, đẩy xung quanh xong rồi mình dở từ từ lên đó. Các bạn làm giống như trong video là được, không cần không nó cũng không cái này nó không quá khó nha các bạn. Bạn cái thật bạn mở xong rồi đó các bạn. Các bạn chú ý là lúc mình đẩy thì mình đừng có đẩy vô sâu quá, nó sẽ dính mấy cái cáp, cọng cáp vàng vàng các bạn. Là được rồi, mình đẩy vô sâu quá nó sợ nó dính nó đứt cọng cáp đó. Các bạn cứ đẩy nhẹ, vòng nhẹ ngoài nè, nó cái miếng keo xung quanh nắp lưng nè, miếng keo màu xám xám đó các bạn. Các bạn đẩy nhẹ theo cái vô khoảng đầm bằng cái miếng keo đó là được, mình không cần đẩy vô sâu quá. Nhiều khi các bạn không có quen, các bạn đẩy vô sâu quá thì nhiều khi nó bị dứt chúng vô mấy cọng dây nguồn, đứt dây nguồn thì không có đồ để thay nha. Thấy nó dễ nhưng mà mình phải kỹ mới được, chứ không kỹ nhiều khi làm bị dính xương. Bây giờ sẽ tiến hành mình vệ sinh keo cho sạch sẽ, mình gắn nắp lưng cũ vô nha các bạn. Cái này nắp lưng bên mình nè các bạn. Nắp lưng này nắp lưng zin các bạn. Nắp lưng nó sẽ có keo dán sẵn xung quanh luôn các bạn, không cần dán keo nha. Nắp lưng này bên mình nhập là nắp lưng nó có keo sẵn. Nhầm đợt về thì nó không có keo, nhầm đợt thì nó có keo giống như vậy nè. Nó mà có keo giống gì thì các bạn khỏi cần dán keo hai mặt vô. Này nó có keo sẵn à.
này các bạn lấy cái ở nhà các bạn lấy cái máy sấy, các bạn sấy cho nó nóng lên các bạn, cho nó ấm cái keo lên rồi mình định vô nó sẽ dính chắc hơn nha các bạn, cho nó mình nó nhão keo ra một chút thì mình sẽ dán nó sẽ độ bám nó dính nó, thì nó khô nó nguội lại thì nó sẽ khô hơn, nó sẽ dính chắc hơn nha. Đó và mình ịn lại thôi là ịn thôi các bạn, cũng khá là đơn giản, quan trọng là lúc các bạn tháo thôi, tháo mình đừng cho đứt dây nguồn hay là dính con dây gì đó là được đó. Các bạn dán vô, bạn lấy cái tay các bạn vuốt đều, vuốt nhẹ thôi các bạn, các bạn vuốt mạnh thôi, nhưng khi cắn bể nắp lưng nha, nó không vô khớp các bạn, khi gắn không vô khớp các bạn vuốt bể nắp lưng các bạn. Bạn vuốt cho cái nắp lưng nó sát xuống, các bạn sẽ thấy nó khít là được. Rồi, mình vừa hoàn thành xong cái quá trình thay cái nắp lưng của con Xiaomi Mi 10T đấy các bạn. Các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ nha. Mình sẽ làm nhiều video mới hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn các bạn ở những clip khác. Chào các bạn.